Mùa hơi hiếm trong các loại đồng hồ 90. Đây là đồng hồ 92 kim đỏ. Đây là đời 92 kim đỏ. 90, 70, 90 mình sẽ xài trong cái đồng hồ này. Mình thấy ở ngoài còn rất là đẹp. Rồi còn cái rô ha. Cái hàng này sẽ rất là hiếm nha các bạn. Lâu lâu mới có được một cái. Rồi các bạn có thể coi sơ qua. Rồi mức mát công tơ mét chạy nha, dây điện rồi vẫn còn. Đây là hàng cam tháo về. Ok, các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng của xe Honda Cúp đèn tròn đèn vuông, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của mình 0982 116 306, website là aothuatvietnam.net hoặc là xe Honda Cúp.com nha. Rồi cảm ơn các bạn inbox Zalo số điện thoại này ha, 0982 116 306 để coi hình coi video ha, hoặc là các bạn coi đoạn video trong YouTube này cũng thế, hàng của mình lấy là giống nhau nha.